Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện của chị Cúc ở Đà Nẵng cùng với một số anh em kênh anh Công Trần cũng như là một số kênh anh em đưa tin về việc mà xét nghiệm ADN với chị Cúc với anh ca sĩ Randy đó quý vị khán giả. Thì mọi người cũng đã biết là trong cái thời gian vừa qua và gần đây nhất là lùm xùm cái việc mà chị Cúc chỉ có những cái lời lẽ là nó không hay, và đồng thời khi mà các anh em YouTube như anh Công Trần đi đến nơi quay thì chạy trốn, và đồng thời có những cái lời lẽ thực sự là làm cho cộng đồng mạng bức xúc đó quý vị khán giả. Thì hôm nay có một khán giả rất là đặc biệt quý vị ơi, một vị khán giả này cũng bức xúc về cái câu chuyện mà nhận định ngay từ đầu có lẽ là chị Cúc này là cái người mà không có thật thà. Và một cái điều nữa mà Phương Văn muốn chia sẻ lên để cho quý vị khán giả là một chị này ở Vũng Tàu. Trước đây thì chị cũng qua kênh Phương Văn để là mong muốn là xét nghiệm với anh Randy đó, nhưng mà chia sẻ hai cái video và cũng trao đổi với anh Randy, và chắc có lẽ là chị nói là bây giờ chị cũng đang bị sức khỏe không tốt vì đang bị bệnh á, bệnh Covid, nhưng mà đã hết rồi, cũng chúc mừng sức khỏe chị. Và chị nói là sau Tết đi để từ từ chị sẽ xét nghiệm ADN. Và khi mà nghe cái câu chuyện của chị Cúc đó quý vị khán giả, thì chị sợ là khán giả cũng như là anh Randy hiểu lầm. Tại vì nói là chị gái Vũng Tàu, chỉ có một người duy nhất là xưng là chị gái để mong muốn là xét nghiệm với anh Randy. Thì trước đó mấy ngày là Phương Văn đã đưa cái thông tin đó và chia sẻ lên video trên cộng đồng. Và chị là chị gái. Thì sau vài ngày đó chị Cúc bên kênh của các anh lại tiếp tục là xưng là chị gái, thì cũng hy vọng là chị Cúc với anh Randy sẽ là có huyết thống, tại vì ai tìm được thì rất là mừng cho anh Randy. Chúng ta là mục đích chung là tìm cái người thân cho anh Randy. Và sau lùm xùm đó thì lúc mà xưng chị gái rồi có những cái lời lẽ phát ngôn không có hay, thì chị ở Vũng Tàu, chị mấy là sợ anh Randy cũng như là cộng đồng mạng là hiểu lầm giữa chị Cúc với chị. Thật ra là hai người này là hoàn toàn khác nhau nha quý vị khán giả. Chị ở Vũng Tàu thì chị đã chia sẻ bên kênh của Phương Văn, và Phương Văn cũng như là anh Randy với chị thì có tiếp nhận cái câu chuyện này và sẽ trong thời gian tới sẽ làm xét nghiệm. Nếu như là các anh em khác mà hỗ trợ anh Randy là không trùng khớp thì chúng ta sẽ tiếp tục xét nghiệm người này rồi tiếp tục tới người khác thôi, để là mong là tìm được người thân cho anh Randy đó quý vị khán giả. Thì sau đây là xin mời quý vị khán giả lắng nghe chia sẻ cái nỗi lòng của chị ở Vũng Tàu và giữa đối thoại giữa Phương Văn với chị. Thì thực ra là chị cũng yên tâm, cái sự nhầm lẫn chắc có lẽ là không có đâu. Tại vì chị là ở Vũng Tàu, còn chị Cúc là ở Đà Nẵng, cũng xưng là chị gái. Thì chị sợ là cộng đồng mạng cũng như anh Randy là hiểu lầm là tại sao mới lên kênh Phương Văn có mấy hôm mà lại là có một chị gái khác nữa. Thì sợ là hiểu lầm nhân vật chị Cúc là cái chị ở Vũng Tàu. Nhưng mà bây giờ cộng đồng mạng cũng như anh Randy chắc có lẽ là nắm được cái thông tin là chị Cúc là cái người ở Đà Nẵng là khác. Mà cho có lẽ là cộng đồng mạng cũng không đồng tình với việc chị Cúc, và cũng không có cái thiện chí để làm việc mà xét nghiệm. Nếu như mình có thiện chí thì mình chia sẻ lên cộng đồng, còn nếu mà mình không muốn thì thôi, chứ đừng lên cộng đồng mà chia sẻ đôi khi có những cái lời mà tổn thương tới người khác á. Thì theo chị ở Vũng Tàu chị chia sẻ như vậy. Thì sau đây xin mời quý vị khán giả sẽ lắng nghe, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Chị hôm bữa nói chuyện với em, mấy bữa sau em bị dị bệnh Covid. Ồ dạ. Rồi bữa nay khỏe chưa chị? Sao bữa nay hết rồi. Ồ trời ơi, vậy hả? Thôi Dũng chúc mừng sức khỏe của chị. Chị nằm. Vậy sao? Ôi trời ơi, bữa giờ nằm mười mấy ngày em à. Wow. Từ bữa đó tới giờ luôn. Vậy hả? Xong là chị có
Chị có, tại vì biết sao không? Tại vì chị hồi giờ là chỉ có mẹ không, mà bây giờ là cho chị, mà trong khi mình trùng với cái bà Đà Nẵng nữa, mình cũng Đà Nẵng mà bà trùng bà Đà Nẵng mình cũng sợ chết đi. Trong khi mà bà ra Đà Nẵng với bà chạy là chị đưa coi cái khúc đó là chị cho số điện thoại của công an Đà Nẵng luôn, ngay cái quận Thanh Khê luôn. Chị cho số công quận Thanh Khê luôn, chị cho quá trời luôn, chị kêu gọi công an đi, gọi ngay công an Thanh Khê này, ngay tàu lửa là đường đường Trần Lê Độ đi ra đó. Là chị biết mà, chị coi nó, chị tức mà bác còn bắt bỏ bà chạy trốn nữa. Cái khi bà vô nhà bà chạy quăng 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 quăng, bà đóng cửa bà chạy vô nhà là chị cô hết luôn. Mà sau cái quan ngày mai thấy ra chạy nữa thấy trách mắt rồi khóa xóa luôn, là chị chất tức lắm rồi mới nhắn tin lại cho ca sĩ Trần Lê luôn. Chị nhắn tin luôn, chị nhắn tin là đó là không phải là chị đâu nghe, chị đi cho địa chỉ chị nè, nhà nè, tên tuổi nè, số ấy này nọ, không phải là chị là người đó đâu nghe. Em đừng có nghĩ là trời ơi, chị sợ vì biết sao mình đâu phải người đó, mà trong khi mình đương lúc mình đương mới nói với nó vậy, nói với Vương Văn đúng không, nói là qua tới chị mới làm được. Xong cái chị mới nghe vậy chị sợ là đưa lên không khéo là bên kia bên cơ sĩ Trần Đề hiểu lầm mình đó, chị mới nhắn tin lại luôn. Chị kêu đó là không phải chị nghe, chị mới khai thiệt tên tuổi chị rồi địa chỉ đồ này nọ, chị sinh năm sinh đồ luôn. Chị mới biểu là bây giờ nếu em mà tìm cái người mà 77 tuổi đó là cô em, là em của em bốn người đó, thì nó kêu điện hỏi, thì nó cũng chưa thấy hỏi chưa trả lời. Dạ nhà chị kêu có gì qua thấy, chứ bây giờ không thấy chị không làm được, chị đương bệnh là chị không thể nào làm được. Mà bây giờ chị nghe như vậy chị mới giật mình, chị phải vậy là chị nhắn tin nói cho nó biết liền. Tại chắc không, nó nghĩ là mình, nó mới nghĩ mình, nó đâu biết ai. Và chị đang liên hệ với kênh của Phương Văn, và chị cũng đang chờ xét nghiệm. Đúng rồi. Chứ không có liên hệ với kênh nào hết trơn hết trọi á. Mà bà nói là không gì nhận em ủ của bà là giám đốc bộ này, tại vì sẽ làm tổn thương, không biết nếu mà có trúng đi nữa sau này nó cũng phải có một cái ấn tượng đó. Chỉ nhìn cho có nhìn thôi chứ không bao giờ nó có sâu sắc gì hết. Đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ anh em đã có công sức đi ra ngoài để tìm hiểu thông tin để hỗ trợ rồi, thì nếu mà chị ấy thì chị phải đồng ý xét nghiệm ADN chứ, tại vì đâu có nói khơi khơi được chị. Đâu có nói khơi khơi. Đúng rồi. Xét nghiệm là không thể nào mà được, phải xét nghiệm. Còn cái này ha, chị chủ rồi xong rồi chỉ nói chung là những có những cái mà cộng đồng mạng bức xúc quá. Thí dụ như này, chị nói chuyện với em vậy nha, mà chị em không nên tin tưởng hay này nọ, em tới nhà chị vẫn tiếp. Dạ, nhưng mà chị em ơi em kiểu như là mình im lặng rồi cũng như mình né tránh, mình đi chỗ nào mình nói chuyện cũng được. Ví dụ mình gọi lại bây giờ mấy chú về đây hả, ví dụ vậy. Là mấy chú nè, mà chúng mấy chú về đây thì tôi mời mấy chú qua uống cà phê đi, ra quán uống. Trong nhà, trong gia đình tôi có người này nọ, người chịu người không, cho nên tôi phải ra qua đường tôi nói chuyện với mấy chú. Rồi xét nghiệm thì tôi cắt mình bàn dễ bình thường tôi đưa ra rồi. Bây giờ nói chung tôi không có tiền, bây giờ mấy chú có hỗ trợ được thì hỗ trợ. Ví dụ đúng không, mình chia sẻ thật là mình có sao thì nói vậy. Thì bây giờ tôi nói thiệt, tôi muốn nhưng mà tôi không có tiền, thì bây giờ mấy chú hỗ trợ được cái phần đó không? Nếu không được thì cũng như tâm chị vậy, qua năm khi nào tôi có tôi làm. Nhưng tôi biết vậy, nhưng mà tôi cứ để đó, khi nào tôi có tôi làm, có điều kiện tôi làm. Còn nếu mà họ làm cái cây đó họ cũng có thể hỗ trợ mình thôi, có gì đâu quan trọng. Bỏ chạy đồ tùm lum hết mà làm. Một tiếng gặp mình nữa, gặp chị đương bệnh vậy nữa đương. Nếu mà những người mà họ như vậy là họ không có thiện chí rồi. Mà nếu mà tìm ra cũng chẳng có quan trọng nữa. Nếu thiệt sự ra đúng rồi cũng chẳng có là còn quan trọng nữa. Mà nên năm sức mẻ rồi nói là giờ là em làm giám đốc là không muốn nhận em đi, nói chung là nói như vậy cũng đúng rồi, tổn thương ảnh quá, tổn thương nhá. Mà chị Cúc á, chị cũng làm cho mọi người bức xúc, có nghĩa là bỏ chạy chỉ có những lời lẽ chửi này cái nọ đó, thì đúng rồi, ra là chửi đó. Nó không tốt thôi, nó không tốt, làm bị cộng đồng mạng thì đang theo dõi cái câu chuyện như mẹ cho anh Randy, bất cứ bà con nào cũng vậy chứ không phải một chị Cúc mà những bà con khác cũng vậy, thì người ta cũng muốn hỗ trợ thông tin, ví dụ cái nào mình đồng ý hay là cái nào mình không đồng ý đưa lên mạng hoặc là như thế nào thì mình nói với chủ kênh rồi có cái cách để hỗ trợ thông tin hoặc là xét nghiệm ngoài gì đó thì mình thỏa thuận, chứ không thể nào mà
ra rồi chạy trốn rồi chửi bới như vậy thì thật sự là nó không hay chút nào. Mình thấy vậy mà bữa hôm là thấy vậy cũng đò ơi chết, mình mới vừa nói xong với má, rõ ràng mình mới vừa nói luôn đó Vương Băng ạ. Dạ đúng không? Dạ. Chị mới vừa nói với bả nó sau đó. Dạ. Tính là bả nó sau mình đó. Đúng rồi, bà... cuối cùng đó mình bả nó sau mình mà mình nói trước, nhưng mà mình nói mình khéo đấy, bả không phải đâu, phải đâu mà phải vậy mà phải bây giờ sao leo bả kêu giống nhau là được hả? À trời trời, bả kêu là sao giống nhau được. Cái chuyện mà bà kêu giống nhau đâu phải giống nhau đâu, có phải là vấn đề đâu. Kêu lại đi em ra đi muốn thì đi về Việt Nam mà đi xuống tới nhà chị yêu cầu giống nhau là được. Ủa đâu rảnh gì? Mai vậy đó. Không rảnh. Công thằng nó từ ra từ Sài Gòn đến ra nó cũng điên lắm rồi. Tại vì gọi bà là bà không nghe máy, là bên trung tâm xét nghiệm á là bà kêu rồi, nhưng mà bên trung tâm xét nghiệm họ gọi về là có thằng con trai nó nghe máy, nó nói là lộn số, xong một người là lộn số, xong gọi nữa là cái không phải. Nó mới tức. Nếu mà thật sự đúng á, nếu mà thật sự đúng là bên kia nó cũng buồn không. Dạ. Tuổi thân, đang tuổi thân nữa, đã làm tổn thương mà còn làm như vậy nữa, đem tôi nhìn liền. À chị biết không, làm như vậy nghe ngay từ đầu, nhưng mà tại vì cái câu chuyện đó là bên kênh của anh Công Trần, em không có có bình luận cái gì hết, nhưng mà tới cái video cuối cùng ví dụ mà dí bả chạy đó, chị Cúc chạy đó, thì em mới thấy là mà nhiều khán giả nhắn tin vô cho em là họ bức xúc vô cùng, thì thấy cuối cùng em lên cái video em chia sẻ về cái ý kiến cá nhân của em thôi đó, thì chị Cúc nên làm như vậy đó. Rồi để cho anh em từ trong Sài Gòn, Đồng Nai ra, rồi xong rồi không có tiếp đãi gì hết trơn, rồi dí rồi chạy như vậy là thôi, thấy không có được chút nào. Tức quá mà. Không nên lừa dối như vậy, lừa dối cộng đồng. Đúng rồi. Lừa dối mọi người. Làm gì vậy, như chị vậy em, chị im lặng, đó, qua đây. Dạ. Rồi ta lạc. Từ. Không, nó đi đâu mà mất. Mà không đúng người này thì mình đúng người khác, cái gì đâu, mình phải có cái thông tin. Ví dụ vậy bây giờ mình có rõ ràng mình mới dám chứ. Dạ. Không có là chị hầu chị chút hầu chị gửi qua cái đoạn ghi âm mà của chị với ông anh chị nói chuyện nè, cho em nghe. Dạ. Thông tin ông anh á, ông anh mà bữa chị nói là ông anh á. Dạ. Chị mới cứ hỏi ổng. Dạ. Thì ổng mới kêu có đoàn hoàng mà. Dạ hả? Ông còn nhớ lại nghe chuyện hồi... Ông còn nhớ luôn, ông biết hết luôn. Thế hả? Dạ. Ông biết hết. Ừ. Dạ. Nhưng mà mình chỉ hỏi là kêu bây giờ chị chỉ nói, không có nói thẳng cái gì. Chị chỉ nói bây giờ là hồi bữa mẹ mới về ở phía tôi đi tìm chồng đứa hẹn đi tìm rồi vậy thôi. Dạ. Dạ chứ mình cũng không nói tự sướng mình cái gì hết. Mình chỉ nói vậy là mẹ bà biểu tôi ngủ, tôi thấy ba mẹ bà biểu đi tìm em rồi rác ra. Dạ. Dạ. Bà kêu ông mới kêu nếu như vậy thì ông cũng biết một ít thông tin rồi, bây giờ vậy đó. Dạ, cái mà, lớn hơn chị cho nên ông biết thông tin về mẹ con. Lớn hơn, ông tuổi tốt, ông tuổi tốt chị tuổi tí. Dạ, có một người em bé dạ. Ông ổng tuổi tức là ổng 56 mấy tuổi rồi. Dạ. Còn chị là chị là tuổi tí. Dạ. Ổng nên năm sinh năm 57 rồi, chị nên sinh năm 60. Dạ. Chị tuổi tí. Từ đi chị, cái gì thì cũng là chị mới kêu. Dù cho các thông tin nào đi nữa thì đúng rồi, nghiệm mấy có cái kết quả, chứ còn nếu mà mình nói giống nhau 100% hay gì đó như chị Cúc thì hoàn toàn thì không, mình không có nói giống được. Dạ. Mình chỉ có một cái linh tính, một cái linh tính của mình như vậy thôi. Dạ. Chứ mình không có thể nào mà mình khẳng định được. Dạ. Mình đâu phải là người trực tiếp mà hiểu biết được cái chuyện đó, như thí dụ như là mẹ chị. Dạ. Mẹ chị mà khẳng định như vậy thì mới gọi là 100%. Còn cái này mình chẳng qua là người dù mình chỉ phỏng vấn như vậy thôi, tính vậy thôi. Tìm cái người mà anh của bà cô bữa hổm em có hỏi anh ready mà anh cũng chưa trả lời, chắc còn anh chưa có cái thông tin á, anh chưa có xác định. Anh chưa có kiếm được cái con hỏi được coi có người người đàn ông nào mà khoảng là về 90 không, ảnh cũng chưa trả lời, là anh cũng chưa biết, nói chung là anh chưa biết. Dạ, nhưng mà theo hai chị em mình đoán thì thôi, cuối cùng thì đi xét nghiệm ADN thôi, chứ bây giờ dạ thôi, qua đó ý là mình cho nó chắc chắn. Dạ, thêm cái thông tin đúng không. Dạ.
Thôi qua Tết đi rồi từ từ đó. Rồi làm. Thì đó chị kêu để qua Tết đi. Dạ. Trời ơi, em sẽ lên đính chính cho chị. Giờ chị và chị Bảo Vũng Tàu, chị liên hệ chị mỗi một kênh của Phương Văn thôi. Chị không có chia sẻ lên kênh khác cho nên khán giả không có nhầm lẫn là giữa chị Cúc với cái chị mà bên kênh Phương Văn. Hôm bữa đó, bữa đưa lên đó. Dạ. Chị yên tâm, anh Randy anh không có hiểu lầm gì đâu. Nói chung là anh không hiểu đâu hả? Anh không có nhầm lẫn chị với người khác đâu, chị cứ yên tâm. Tại vì đâu ra đó. Dạ. À, không sao đâu chị. Thì mình như chị là chị đúng là chị ở Đà Nẵng, chị đi học trường sơ biển, thì cái nhà cô như viện Thánh Tâm là gần nhà chị luôn. Yeah. Đó, chị ở hãng nước đá An Thượng, ở Bắc Mỹ An đó. Yeah. Bây giờ Bắc Mỹ An ở An Thượng đó, nhà chị ở hãng nước đá, chỗ chợ An Thượng luôn. Thôi bây giờ em chúc chị nhiều sức khỏe hen, rồi bây giờ qua Tết ha, chị em mình liên lạc với nhau để tiến hành xét nghiệm hoặc là chị gọi trung tâm như thế nào đó thì... Em cứ gọi. Dạ. Có gì em nhắn tin qua cho chị cũng được. Dạ. Rồi chị, ví dụ như khi nào mà chị làm được thì chị báo với em, rồi em liên hệ trung tâm, em cho cái địa chỉ thì chị gửi mẫu ở từ Vũng Tàu lên trên này xét nghiệm. Dạ. Rồi chị em mình nói chuyện với nhau tiếp. Nếu mà như không, đây nó mà không được thì em chị gửi cho em gửi đi chỗ khác cũng được. Không được, được. Bữa hổm mình liên hệ với trung tâm rồi đó, mình liên hệ trung tâm rồi. Dạ. Dạ, thì bây giờ mình có khẩu thì mình chừng nào xét nghiệm thì mình gửi lên thôi. Đó. Rồi vậy nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn em. Dạ.